rồi tin đồn Phương Oanh đang mang thai, cố tình thả cửa để kết hôn. Trong khi thông tin Phương Oanh xác nhận hẹn hò với Sắc Đình vẫn đang gây xôn xao bàn tán thì mới đây, tin đồn Phương Oanh đang mang thai xuất hiện trên một hội nhóm chuyên hóng chuyện showbiz, càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa. Những ngày qua, thông tin Sắc Đình và nữ diễn viên Phương Oanh công khai hẹn hò khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Mối tình này nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng cũng vướng không ít ồn ào, bởi lẽ mối quan hệ giữa Sắc Đình và vợ là bà Đào Lan Hương vẫn còn nhiều sự nhập nhằng. Cụ thể, trong khi Phương Oanh và Sắc Đình một mực khẳng định đến với nhau khi cả hai cùng ở trạng thái độc thân thì bà Đào Lan Hương cũng quả quyết, bà và Sắc Đình chưa chính thức ly hôn, chưa có phán quyết chính thức từ tòa án. Giữa lúc sự việc này đang gây xôn xao, mới đây, tin đồn nữ diễn viên Phương Oanh đang mang thai xuất hiện trên một hội nhóm chuyên hóng chuyện showbiz, càng khiến nhiều người quan tâm hơn nữa. Cụ thể, người đăng tải bài đăng này chia sẻ hình ảnh mới chụp trong thang máy, nhân vật chính được cho là nữ diễn viên Phương Oanh cùng búp bê. Trong ảnh, cô gái được cho là Phương Oanh mặc quần đùi, áo phông đen đơn giản ở nhà, không đeo khẩu trang và đang bấm điện thoại trong thang máy. Điều khiến nhiều người phải chú ý chính là phần bụng của cô gái có nhô ra to hơn so với thân hình nhỏ gầy của mình. Bên cạnh bức ảnh này, người đăng tải bài đăng còn kèm theo một đoạn chat của nhân vật chia sẻ hình ảnh với tiết lộ, bọn em biết hết rồi, Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới. Hiện tại, thông tin này chỉ mang tính một chiều và người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Sao Xa đã liên hệ với Phương Oanh để xác minh tin đồn nhưng hiện số điện thoại của nữ diễn viên đang tạm khóa máy. Về phía nữ diễn viên Phương Oanh, sau ồn ào tình cảm với Sắc Đình, Phương Oanh vẫn giữ thái độ khá lạc quan, không tránh né. Cô thoải mái xuất hiện và liên tục cập nhật hình ảnh, trạng thái mới trên trang cá nhân và fanpage. Tuy nhiên, hiện tại, nữ diễn viên đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Cô cũng đặt chế độ save friend như tránh thị phi. Nhiều người phát hiện, cô cũng xóa hết bình luận chỉ trích chửi bới mình trên Facebook.